xe nâng ARP Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn một cái cách mà các bạn giúp các bạn tiết kiệm 50% chi phí để các bạn mua được một chiếc xe nâng cũ với hiệu suất 100% giống như là chiếc xe nâng mới. Thì các bạn đang nhìn thấy đây là một chiếc xe nâng cũ nhập từ thị trường nội địa Nhật Bản. Con xe nâng này thì tải trọng nó là 3,5 tấn, nâng cao 4 mét và nó có thể xoay càng qua lại được. Và giá thành con này thì sản xuất năm 2014 nha các bạn, tức là đời xe là 2014 đấy. Thì giá thành mới của con xe nâng này hiện tại nó có giá khoảng hơn 1 tỷ. Và với cái mức giá khoảng dưới 50%, tức là khoảng 30-50% giá trị của chiếc xe nâng mới, thì các bạn có thể mua được chiếc xe nâng này rồi. Và cái chiếc xe nâng này thì về giá trị sử dụng rồi về chất lượng thì nó khoảng tầm 85-90% so với chất lượng của xe mới. Rõ ràng là nó không hề kém gì so với một chiếc xe mới. Nếu các bạn có thể hoạt động chiếc xe này liên tục với cường độ 8 giờ đến 12 giờ một ngày là vẫn bình thường, không vấn đề gì cả. Với điều kiện là các bạn phải bảo trì bảo dưỡng nó định kỳ theo đúng như tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Thì con xe này có tải trọng là 3,5 tấn nha các bạn nhá. Nó dùng bánh kép. Đây tôi giới thiệu các bạn là nó dùng bánh kép đôi nha các bạn. Bánh kép đôi nhá. Bánh kép đôi này, bánh đằng trước là bánh kép đôi. Bánh kép đôi thì giúp chúng ta cái môi trường làm việc ở cái sàn làm việc mà nó bị lầy á các bạn. Kể cả các bạn chạy ra ngoài nền đất vẫn rất là ok. Cái này phù hợp cho các bác nâng gỗ này, các bác nâng hàng vật liệu xây dựng này, công ty gạch này, xi măng ok. Còn đây là cái hệ thống mâm xoay. Tôi sẽ giới thiệu qua với các bạn là lát nữa tôi sẽ review cho các bạn xem nhá. Tôi sẽ cái này sẽ mâm quay nó có thể đổ lật đổ được như này. Ở đây là bốn đằng trước là bốn bánh đôi. Ok, bốn bánh đôi. Đằng sau là bánh đơn. Còn gần như bánh xe của nó thì chất lượng các bạn nhìn gai này nhá. Chất lượng nó còn 90% so với bánh mới. Này rất là chất luôn nha các bạn. Nhìn cái xe cũ bãi Nhật thì nó mốc mốc cái này, các bạn nhìn thấy mốc mốc không? Chưa sơn sửa, chưa qua làm gì hết. Thì rõ ràng là các bạn có thể tiết kiệm được 50 đến 60% tiền. Một cái khoản chi phí bỏ ra tiết kiệm được 50 đến 60% chi phí mà các bạn mua được một chiếc xe nâng với chất lượng như là ý các bạn muốn luôn. Đấy, chiếc xe nâng này thì tôi review cho các bạn xem nhé. Đây các bạn nhìn. Chiếc xe nâng này sản xuất năm 2014 và nó dùng động cơ Toyota 15Z nha các bạn. Đây, focus vào đây em ơi. Động cơ Toyota 15Z nhá, đang còn nguyên zin mới đẹp luôn. Rồi, nó còn mới sáng, còn rất là ngon lành luôn này. Đấy. Đây, chiếc xe nâng này sản xuất năm 2014 nha các bạn, tháng 9 năm 2014 này. Rồi, bánh đằng trước là bánh đôi 7.00-15 à. Bánh đằng sau là bánh đơn 7.00-12. Đấy. Và model của nó là 027FD35, cái này là số tự động nhá. Tải trọng 3,5 tấn. Xe này nó dùng khung của con xe 4 tấn này, 47FBDK40 thì nó có thể dùng nâng được tối đa là 4 tấn nếu các bạn độ nó đối trọng lên. Tôi không phải tối đa 4 tấn đâu mà có thể nâng hơn 4 tấn đấy nếu các bạn độ nó đối trọng lên. Còn đây là chiều cao nâng của nó là 4.000m. 4.000m là cao 4, tôi nhầm. Chiều cao nâng của nó là 4.000mm. Tức là tối đa là 4m nha các bạn. Okay, số giờ hoạt động của nó đây các bạn nhá, mới hơn 5.000 giờ nhá. Chạy rất là ít nha các bạn. 12014 bây giờ 6 năm rồi, nó chạy hơn 5.000 giờ, đâu đó mỗi năm nó chạy chưa đến 1.000 giờ. Và trung bình là mỗi ngày nó chạy đâu đó là ngày nó chạy khoảng 1 tiếng rưỡi, khoảng tầm 2 đến 3 tiếng một ngày thôi nha các bạn. Mỗi ngày nó chạy khoảng tầm 2 đến 3 tiếng một ngày thôi. Ok. Rồi. Và sau đây thì tôi sẽ vận hành thử cái xe này cho các bạn xem nhé. Tôi vận hành thử nhé, các bạn để ý nhé.
vừa rồi thì tôi đã review cái xe đơn này cho các bạn xem, tôi đã vận hành nó cho các bạn xem. Chúng tôi có rất nhiều dòng xe từ 1 tấn đến 5 tấn, xe điện, xe dầu, xe xăng, xe ga. Và tất cả dòng xe ngồi lái, đứng lái, nếu các bạn có nhu cầu thì các bạn hãy comment xuống dưới. Chúng tôi sẽ gửi thông tin hình ảnh rồi cũng như thông tin xe cho các bạn nhé. Và các bạn có thể hỏi tôi bất kỳ một điều gì liên quan đến xe nâng, ví dụ như là phụ tùng xe nâng, ví dụ như là xe nâng hỏng hóc cần sửa chữa, và xe nâng mới cũng tôi đều trả lời các bạn một cách thỏa đáng nhé. Nếu các bạn thấy kênh của tôi hay thì các bạn hãy đăng ký giúp tôi kênh nhé. Nếu các bạn đăng ký kênh, các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những cái video ý nghĩa về xe nâng tôi sẽ đăng vào ngày tiếp theo. Một lần nữa, Hùng xe nâng ANP xin cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.